Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Viết Sơn Audio. Lời đầu tiên cho Viết Sơn Audio xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý vị và các bạn. Và trong video ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn về cách mà khi chúng ta đi mua âm ly để tránh cái tình trạng chúng ta phải mang ra thợ để cho thợ khắc phục các cái lỗi mà không đáng có. Vì trước khi quý vị và các bạn mua âm ly ở bên các cái cửa hàng thì mỗi một đơn vị có một cách bán hàng khác nhau. Chẳng hạn như có đơn vị thì người ta nhập hàng về xong là người ta tiếc sống, người ta bán luôn cho quý vị và các bạn. Nhưng có đơn vị thì người ta nhập về, người ta tháo ra, người ta kiểm tra, ok thì người ta mới bán cho quý vị và các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ phanh một chiếc âm ly 2033 La Mã. Một chiếc âm ly này có thể nói là đẹp xuất sắc như hàng trưng bày trong siêu thị. Hàng đạt tới 97%. Nhưng cho dù nó đẹp như thế này, nhưng nó sẽ mắc một số cái bệnh mà quý vị và các bạn nếu như chúng ta mua ở những đơn vị người ta không xử lý, người ta bán cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn về dùng nó sẽ bị trục trặc. Và chúng ta mang ra các cái thợ người ta sửa chữa ông chuyên nghiệp là người ta làm nó bung bét một chiếc âm ly của quý vị và các bạn cho dù rất là đẹp. Cho nên trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn. Riêng bên cửa hàng của tôi thì trước khi bán cho quý vị và các bạn, cho dù âm ly nó đẹp đến cỡ nào, vì nó là hàng bãi, thì tất cả đều phải phanh máy nó ra để kiểm tra xem nó có bị lai tạp chế độ cái gì hay không, hoặc là mên mạch của nó có còn rin hay sửa chữa, hoặc là các cái mối hàn của nó có bị nứt vỡ hay không để khắc phục, rồi sau đấy mới bán cho quý vị và các bạn. Cho nên quý vị và các bạn dùng nó rất là yên tâm. Đây là chiếc âm ly Jaguar 2033 La Mã. Hàng đẹp xuất sắc đạt tới 97%. Đời này là đời 2001. Đời 2001 hoặc 2002 gì đấy. Tôi xem chính xác là đời bao nhiêu. Đối với đời 2001, 2002 thì nó khá là mới. Đời này là đời 2001. Nó rất là mới như thế này. Nhưng khi chúng ta kiểm tra mạch thì nó có rất là nhiều vết nứt. Quý vị và các bạn có thể đánh giá về cái tiêm của nó, cái nguồn của nó thì biết cái độ đẹp của âm ly này nó như thế nào. Bên mạch của nó tất cả còn nguyên zin 100%. Nhưng bên cửa hàng của tôi về vẫn phải phanh máy. Phanh máy có nghĩa là như thế nào? Tháo rời ra các bộ phận để kiểm tra. Tháo rời bộ công suất. Tháo rời ra để kiểm tra xem nó bị nứt mối hàn để xử lý lại. Đây là một cái bo còn nguyên zin rất là đẹp. Tôi sẽ để lên trên này cho quý vị và các bạn chiêm ngưỡng về cái độ đẹp của cái bo này. Tất cả bo còn nguyên zin. Chưa hề có bất cứ một đụng chạm gì. Nhưng nếu như quý vị và các bạn khi chúng ta mua hàng bãi, chúng ta yêu cầu không được đụng chạm vào, thì có nghĩa là chúng ta về chúng ta dùng nó sẽ bị trục trặc, bởi vì hàng này nó đã hết niên hạn sử dụng. Với các cái mối hàn khi người ta sản xuất là người ta nhúng thiếc. Đây quý vị có thể nhìn thấy ở bên dưới của nó, đây là nguyên zin khi nhà máy người ta hàn, người ta nhúng thiếc nó rất là mỏng. Và qua cái quá trình sử dụng, nó nóng, nó co ngót và nó bị nứt mối hàn. Đây là cái khu vực chạm bắt loa. Thì khi tôi tiếp chiếc âm ly này, tôi thấy nó tậm tịt về âm thanh. Thì tôi biết ngay rằng là cái mối hàn ở dưới này nó sẽ bị nứt. Trước hết là kiểm tra các cái mối hàn nó bị nứt. Nếu như không được, thì sau đấy sẽ kiểm tra về cái vấn đề chỉ số thiết áp ở phía trước. Nó lệch chỉ số thiết áp ở phía trước thì âm thanh nó ra cũng không chuẩn. Mà nó bung mối hàn thì âm thanh của nó ra cũng vẫn không chuẩn. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy đây là cái vết nứt của cái chân chạm loa. Khi nó nứt như thế này rồi thì nó tiếp xúc nó kém và âm thanh ra nó sẽ chập chờn. Quý vị nhìn rõ cái vết nứt của nó. Cho nên là tất cả các cái vết này đều phải hàn lại.
có nhiều quý vị và các bạn yêu cầu mua không được chấm mối hàn vào, thì có nghĩa là chúng ta đang mua những cái hàng đang bị lỗi như thế này. Quý vị nhìn cho kỹ nhé, rất nứt rất là nhiều. Đây mối hàn nó nứt. Ở đây là khu vực cắm tín hiệu. Khi mà mối nứt ở khu vực cắm tín hiệu thì tín hiệu nó vào nên sẽ bị chập chờn, và tiếng của nó ra nó sẽ bị gián đoạn, hoặc là nó sẽ bị rè, nó sẽ bị thiếu mát. Các cái con linh kiện này, nếu như con linh kiện nào nó lỏng chân thì nó sẽ bị mo ve, và nó đánh một thời gian thì nó sẽ bị nóng linh kiện và nó sẽ chết linh kiện. Quý vị và các bạn nhìn, mối hàn này nứt. Mối hàn này bị nứt. Mối hàn này bị nứt, nứt khá là nhiều. Và cái chuyện nứt này thì tôi không lạ gì. Mối hàn này bị nứt. Nhưng quý vị và các bạn thì thấy nó hơi lạ, vì bên cửa hàng của tôi hàng bãi về là đều tháo ra để kiểm tra, và đa số là đi lại một loạt, hàn lại một loạt cái này, để cho quý vị và các bạn dùng yên tâm, nó không có bị trục trặc gì. Cho nên là tôi lên đây tôi chia sẻ cho quý vị và các bạn, nếu như quý vị và các bạn nào mua ở những cái đơn vị họ không xử lý mối hàn cho quý vị và các bạn, thì khi về chúng ta nghe chúng ta cảm thấy âm thanh nó tậm tịt, bên to bên bé, nó bất thường, thì quý vị và các bạn mang ra thợ cho họ đi lại các cái mối hàn này, nó bị nứt, họ hàn lại cho quý vị và các bạn, thì chúng ta dùng nó rất là bền. Hàng này nó rất là bền, chỉ có một cái lỗi là nó hay bị nứt mối hàn và nó sinh ra chập chờn. Vì cái hàng người ta sản xuất ở bên nước ngoài là người ta tính, tôi nói ví dụ như là người ta tính sử dụng trong vòng 3 năm. Thì trong vòng 3 năm đấy, cái mối hàn nó chưa bị nứt. Nhưng mà cái hàng người ta bỏ ra thì mình lại tiếp tục dùng, có khi đến vài ba chục năm. Thì đương nhiên là các cái mối hàn này nó co ngót, nó nứt. Thì bây giờ mình phải gia cố nó lại. Nhưng có rất nhiều người đi mua hàng bãi thì rất là bảo thủ, yêu cầu không được đụng chạm bất cứ một cái gì vào, để nguyên zin. Nếu như để cho quý vị và các bạn nguyên zin thì trong thời gian bảo hành quý vị và các bạn vẫn dùng bình thường. Nhưng sau đó càng ngày thì cái bệnh nó càng nặng. Cho nên là những người có cái tính bảo thủ khi đi mua hàng bãi thì nên xem, để mà biết, để mà tránh cái trường hợp khi thợ người ta làm cho thì không muốn, lại kêu là có mối hàn lại chấm vào, rồi về dùng một thời gian đó là nó chập chờn, mang ra thợ, thợ mà thợ không chuyên nghiệp người ta làm, bắt đầu người ta làm nó banh bách cả cái âm ly ra. Đấy, quý vị và các bạn lại hết sức lưu ý là như vậy. Các cái mối hàn của cái đường tín hiệu và của các cái cáp, khi nhà máy người ta làm, người ta nhúng nó rất là mỏng, và bây giờ nó có nguy cơ bị nứt thì mình sẽ gia cố lại. Kể cả cái bên này cũng vậy, nếu như chân sò mà nhìn có nguy cơ nó bị nứt vẫn chấm lại bình thường. Có nhiều người chúng ta đi mua thì chúng ta soi cái chân sò này xem nó hàn lại hay chưa, nếu như thấy hàn lại thì kêu rằng là người ta thay sò. Nên bên cửa hàng của tôi bán thì báo luôn cho quý vị và các bạn, có thể hàn lại bất cứ ở một vị trí nào, cho dù là chân sò hoặc là ở đâu có nguy cơ bị nứt thì đều hàn lại. Và sau đấy quý vị và các bạn về dùng nó rất là yên tâm. Sau khi xử lý các cái vết hàn nó đã cố định chắc chắn các cái vết hàn, thì sau đấy nó vẫn bị lỗi ở khu vực âm thanh thì tiếp tục xử lý sang cái khu vực chiết áp ở phía trước, xem con chiết áp nào sai chỉ số, lệch vế, lệch âm thanh thì thay vào bằng một con chiết áp bãi xịn vào. Các cái nốt thụt thò này nó không tiếp xúc thì phải xử lý cho nó tiếp xúc. Ở Việt Nam mình có một cái vấn đề mà thế này là rất hay gặp, là cái nốt thụt thò của các cái công tắc. Ví dụ như đây là cái thụt thò của công tắc mic. Khi chúng ta ấn vào thì cái tiếng nó rất bé, khi chúng ta nhả ra thì tiếng nó sẽ to, và tất cả chúng ta đều hát ở chế độ nhả ra. Nhưng do cái công tắc này lâu ngày nó bị oxy hóa, nó bị oxy hóa thì nó sẽ không tiếp xúc, cho nên cái tiếng nó cho ra rất là bé. Nó do cái công tắc này là nó rất hay gây ra cái chập chờn về âm thanh. Nếu như chúng ta muốn xử lý nó triệt để thì đây là cái sơ đồ mạch ở phía sau của cái công tắc. Chúng ta chỉ cần hàn dính hai cái mạch này vào nhau,
hai cái ở phía ngoài này, vì khi ấn vào phía trong là tiếng nó rất bé, và khi ấn ở phía ngoài là hai cái này nó thông nhau thì tiếng nó to. Nhưng mà thường thường cái lá đồng ở trong cái công tắc này, ở trong cái hộp này nó tiếp xúc không tốt, cho nên cái cách mà chúng ta khắc phục triệt để thì chúng ta khi thợ người ta xử lý, người ta câu cho quý vị và các bạn cái này nó dính vào cái này là xong, không bao giờ nó có chuyện chập chờn. Nhưng người Việt Nam mình thì có cái tính là khi mua về là nó phải nguyên bản thì mới mua. Chẳng hạn như khi mua về mà họ ấn cái này vào mà không thấy có tác dụng là họ kêu là âm ly hỏng. Đấy, cho nên là rất là khó là như vậy. Cái nốt này nó chỉ có tác dụng như ở bên nước ngoài, khi người ta rút mic ra là người ta ấn cái này vào để cho nó giảm cái độ để xi biên xuống, cho nó không bị rút mic, là không bị kêu sọt sẹt. Nhưng Việt Nam mình thì lại không sử dụng cái nút này. Mà ở Việt Nam mình là khi rút mic ra thì đa số là chúng ta vặn cái volume của mic này xuống. Thì nếu như vặn cái volume của mic này xuống thì nó sẽ triệt để hơn khi chúng ta ấn cái nút này. Và để nó tránh cái chập chờn cái vấn đề này thì nhiều lúc tôi xử lý âm ly là nhiều lúc tôi hay câu, câu cho cái mạch này nó liền luôn thì không bao giờ nó có cái chuyện chập chờn. Nhưng vì khi khách người ta nhận, người ta ấn cái này vào không thấy nó có tác dụng là người ta không nhận hàng. Nên là nhiều lúc khi câu con âm ly nào thì phải bảo anh em trước là nó làm cái này để cho nó không bị chập chờn. Và cái vấn đề về cái mối hàn, đây là cái mối hàn tôi vừa dừng video, tôi vừa hàn xong để cho quý vị và các bạn nhìn. Khi cái mối hàn chúng ta hàn lại thì nó to như thế này, nó chắc chắn thì không bao giờ nó bị nứt. Đây, các cái mối hàn ở phía sau cái chạm này, khi mình hàn lại thì nó sẽ to, nó đầy như thế này, nó không bị nứt nữa, thì chúng ta dùng nó yên tâm. Còn khi chưa hàn thì nó mỏng như thế này. Đây, cái mối này tôi chưa hàn. Còn khi hàn là nó đầy, hàn lại nó đầy như thế này thì dùng rất là thoải mái. Nó chả ảnh hưởng gì đến cái chất âm, cũng không ảnh hưởng gì đến cái mỹ quan. Nó chỉ làm chắc thêm cho chúng ta dùng thôi. Nhưng mà nhiều lúc làm như thế thì có người người ta kêu là bị sửa chữa rồi là thế nọ thế kia. Nên quý vị và các bạn khi đi mua mà chúng ta yêu cầu nguyên zin, không đụng chạm tới, tức là không đụng chạm tới bất cứ một cái gì, thì khi hết thời gian bảo hành thì quý vị và các bạn cũng đừng có kêu ca là tại sao mới hết thời gian bảo hành nó đã bị trục trặc. Bởi vì là quý vị và các bạn không cho người ta đụng đến để xử lý. Ví dụ như chúng ta đi mua một cái xe máy cũ thì khi về chúng ta, nếu thế chúng ta để dùng luôn thì nó sẽ bị trục trặc. Nhưng khi chúng ta mua xong, chúng ta mang ra cho thợ người ta bảo dưỡng, người ta bơm dầu, người ta vệ sinh piston tông xi lanh, vệ sinh bình xăng, vệ sinh các cái nọ cái kia, vệ sinh xích cái nhông nọ, ví dụ như cái nhông mà nó mòn thì thay cái nhông, thì khi mình đi nó sẽ không bị trượt xích. Hoặc là cái bi nó rơ thì có thể là xử lý thay cái bi thì đi nó không bị lắc xe. Nó lôn la là nó như vậy. Cho nên là tất cả khi mình mua hàng cũ thì không nên mặc định là cứ phải zin, không được đụng đến. Không được đụng đến thì sẽ không dùng được. Và có nhiều đơn vị thì người ta không đụng đến. Người ta về người ta tét sống, con nào sống là bán luôn, còn con nào nó không hoạt động được nữa thì người ta mới mang ra người ta xử lý. Thì những cái con mà không đụng đến, tét sống bán luôn thì về quý vị và các bạn có nguy cơ nó sẽ phát bệnh trong một thời gian nó rất là ngắn. Cho nên nhiều người điện đến hỏi tôi rằng là anh có chiết áp để bán hay không, để mua về thay, vì của em bây giờ nó một bên to một bên bé thì là nó sổng sẹt. Nó chưa chắc nó phải bị chiết áp đằng phía trước mà nó bị ở phía sau, nó bị nứt các cái mối hàn ở trên mên mạch, ở tất cả các cái vị trí từ bo mic, các cái bo này đều bị. Cái dòng chiết áp của hàng bãi xịn này thì ít khi nó bị hỏng, nó có nhưng mà cái xác suất nó ít. Và trong video ngày hôm nay thì tôi chia sẻ với quý vị và các bạn như vậy. Nên là chúng ta không nên máy móc. Máy móc thì chỉ có thiệt cho chúng ta thôi. Chứ còn ông thợ ông càng nhàn. Nhưng bên cửa hàng của tôi bán thì tôi đã từng là người chơi và rất là đam mê chơi. Nên không muốn quý vị và các bạn phải chịu những cái hậu quả mà khi chúng ta mang về rồi đi mang ra nhờ ông thợ nọ, ông thợ kia, xong bắt đầu là người ta cày xới nó nát hết mên. Rồi cái bệnh mà đáng sửa thì người ta không sửa, người ta sửa sang các cái bệnh nó khác thì người ta lấy tiền của quý vị và các bạn. Cho nên là tôi làm video chia sẻ với quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua hàng xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại trên màn hình 0978 527 827. Cửa hàng của tôi thì còn rất nhiều âm ly đẹp.
Quý vị và các bạn nhớ nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để luôn cập nhật được những video do Viết Sơn Audio làm tiếp theo. Một lần nữa, Viết Sơn Audio xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi clip của Viết Sơn Audio. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo.